mọi người. Xin chào. Tụi con bán sữa nâu, nấu sữa bán đây. Xin chào mọi người. Thông điệp in trên tấm bảng đi cùng với nụ cười, cái vẫy tay và lời chúc ngày mới tốt lành đã khiến nhiều người quyết định dừng lại giữa dòng xe đầu ngày. Tại vì cái tụi con bán sữa là cái chữ con đó, nó làm cho tôi cảm nhận là giống như là người nhà mình vậy, cảm thấy nó sự gần gũi thân thương. Khi mà thấy ấn tượng như vậy thì ghé vào và từ đó thì cũng hay mua của các em. Tại vì mình thấy có sự sáng tạo, mình sẽ mua, mình sẽ thử. Khi buổi sáng ai cũng mệt mỏi, ai cũng mấy hết, ai chẳng muốn là được người khác chào hỏi, tươi cười với mình. Xin chào anh, mời anh dùng sữa. Cảm thấy hồi đó mình sinh viên mà mình không có làm được những cái điều như này, các bé nó cũng hay hay. Từ việc phải bỏ đến 200 chai sữa tươi trong ngày vì ế ẩm không ai mua, đến nay nhóm bạn trẻ đã bán được trung bình 1.100 chai sữa mỗi ngày. Nhưng sự khác biệt về doanh số lại đến từ sự khác biệt trong tư duy về giá trị mình có thể mang lại cho khách hàng, chứ không chỉ chăm chăm việc mình nhận được giá trị gì. Lúc ban đầu là mọi người đi qua và mọi người nhìn em kiểu như là rất là lạ, rất là kỳ thị. Nhưng mà cái điều vui nhất á là những cái lần sau họ đi và họ cười lại với em. Và có những người họ vào họ mua sữa. Khi mà mình đã mang lại niềm vui cho mọi người rồi và mình đã làm tốt hết mức có thể trong cái công sức của mình làm rồi, thì cái việc mà có khách hàng đến hay là có khách hàng trung thành là điều đương nhiên. Giáng Long Thập Bát Chưởng, Ảm Nhiên Tiêu Hùng Chưởng, Hàng Băng Chưởng, thế còn Sa Bi Chưởng. Đây không phải là chưởng pháp mới trong tiểu thuyết của Kim Dung, mà là cách nói lái của từ xương bi chả trong món cơm tấm đặc trưng miền Nam mà ông chủ quán này nghĩ ra. Cũng nhờ món chưởng gây ấn tượng đầu tiên này, anh đã bán chạy gấp 10 lần trước kia, cứu được quán khỏi cảnh dẹp tiệm do không thể cạnh tranh với hàng hà sa số các quán cơm tấm vỉa hè khác. Cũng có người nói với em, mấy cái người mà có khiếu hài hước là những người thông minh. Thì em nghĩ là ít nhiều gì mình cũng có động não, mình cũng có suy nghĩ, chứ không phải là mình ngồi mình chờ khách đến với mình. Mà khi em thay tấm biển rồi á, lượng khách nó tăng dần lên. Thì nhưng mà nó cũng chỉ tới một mức cố định thôi. Bắt đầu đó, tới phiên mình phải thay đổi cái món ăn. Chứ mà bây giờ mình có cái biển không, nó đôi khi nó cũng chỉ là một phần thôi. Thay vì bị động chờ đợi hay làm theo quán tính thông thường, hãy thử một cách khác. Thành công đôi khi chỉ cách thất bại bằng một sự khác người.